Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ được cho các bạn cách hướng dẫn đăng ký tại tài khoản dành cho Steam để chơi game CS:GO dành cho người mới chơi nha. Bây giờ mình sẽ vào cái hướng dẫn nha. Đó. Và đây sẽ có là cái phần mềm Steam, các bạn sẽ tạo tài khoản miễn phí. Các bạn sẽ đăng ký tạo tài khoản của bạn, nếu không được thì các bạn sẽ đăng nhập trên web. Mình search ở trên Google thì mình sẽ tìm là cái Steam. Các bạn sẽ vào cái của công cụ Steam. Các bạn sẽ là login. Mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để cho nó dễ đọc nha. Các bạn sẽ kích là cái tham gia Steam. Các bạn sẽ đăng nhập được tài khoản các cái tài khoản của bạn. Bây giờ mình sẽ copy. Bây giờ mình sẽ copy. Mình sẽ điền tài khoản vào. Các bạn sẽ kích là unlock robot. Các bạn sẽ điền các bạn sẽ chọn đúng là hình nha. Ví dụ cái hình của xe đạp nha. Các bạn sẽ kích là anh gì ạ? Sẽ chuyển sang tiếng Việt đi. Các bạn sẽ sắp mình vào. Các bạn sẽ đủ 13 tuổi của bạn. Nếu các bạn có đủ 13 thì các bạn chọn đủ 13 kia. Các bạn sẽ tiếp tục. Các bạn sẽ có là cái tạo tài khoản. Các bạn sẽ có xác thực cái email nha. Mình sẽ vào Google. Mình sẽ vào cái email Gmail. À đây. Các bạn chờ một chút cơ. À đâu. Đây là email xác thực tài khoản Steam mới. Các bạn sẽ xác thực địa chỉ email của tôi. Sau khi các bạn đã xác thực email á, các bạn sẽ vào là cái Steam. Các bạn sẽ tắt đi. Tắt đi á. Mình sẽ tạo, mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình mới tạo vào. Mình sẽ đây. À đây. Mình sẽ đây. Các bạn chủ. Đây. Đây chồng một chút nhá. Các bạn sẽ có là cái tên tài khoản ST đó thì mình sẽ tạo cái là Hồ Minh YouTube đi. Mình sẽ tạo Hồ Minh YouTube 123. Các bạn sẽ ghi mật khẩu nha. Các bạn ghi đúng nha. Mình sẽ để mật khẩu là admin 1234. Các bạn sẽ ghi là hoàn tất. Đây, hoàn tất này. Sau khi các bạn tạo tài khoản xong rồi, và các bạn sẽ tắt đi. Đây. Các bạn sẽ điền mật khẩu vào. Sẽ ghi lại Hồ Minh YouTube 123 đăng nhập. Các bạn sẽ tích chuẩn là đăng nhập. Và các bạn thấy giao diện của cái Steam nó cũng khá là mới luôn. Và bây giờ mình sẽ thì mình đã tạo tài khoản của mình rồi. Thì mình sẽ các bạn sẽ tìm là CS:GO. Bạn nào hay chơi cái game CS:GO á thì gọi là tải cái cải thử cái game CS:GO nha. Đây. Đây là cái game CS:GO. Các bạn sẽ kích là cho trò thôi. Nếu bạn nào muốn cài thì các bạn cài cái này nha. Bạn nào không thì các bạn thêm vào thư viện. Các bạn sẽ kích là OK. Các bạn sẽ có là cái CS:GO hoặc là PUBG PC. Đây. Đây là cái game PUBG Battleground. Tức là cái game PUBG PC. Giờ sẽ có là thêm của tài khoản của bạn nha. Như vậy mình đã hoàn thành xong
của hướng dẫn cách đăng ký tạo tài khoản và Steam dành cho người mới chơi cái game CS:GO nha. Và những đoạn nếu bạn nào muốn vấn đề gì á thì các bạn sẽ rút nó đi, mình sẽ cố gắng để cho các bạn đăng ký tạo tài khoản Steam nha. Chào các bạn, chúc các bạn sẽ đăng ký tạo tài khoản Steam nha. Bye bye. Bye bye các bạn nha.